cơm với. Nấu cơm không ạ? À, chị biết nấu cơm ha. Cái này là gì đây? Ăn với gì? Đâu vậy em xem đó. Chiều nay hết đồ ăn rồi, mời tính đi chợ. Nấu canh không ạ? Đâu đâu đây, chưa xem chưa kỹ. Ờ rau muống không ạ? Có cá gì không? Không ạ. Ăn đó. Không có cá hả? Rồi đũa chén chị đâu? Đũa chén đầu ăn tô vậy đó. Chị nhớ chịu, mưa lớn thì chạy ra ngoài sợ sập. Trời sợ chạy ra ngoài. Đúng rồi, ổng cuốn á rồi chạy ra ở ngoài đó đó. Rồi chừng nào hết mưa chạy vô. Trời ơi, nè những cái cây này nè con. Từ dây chuối nè. Đó, cột bằng những cái cây tre như thế này, cây trúc như thế này nè. Cái đó là bằng cây sậy chứ không được cái chuối. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì thật là bất ngờ khi mà ở bên cái am của cô Như Thiện mà hàng ngày cô tụng kinh niệm Phật thì mới phát hiện được một cái người em của cô, em gái ruột của cô hả cô Vui? Em gái ruột của cô đang ở trong một cái cốc nhỏ như thế, cái liều mà tạm bợ như thế này. Và thật ra thì cô Vui thì cũng không biết hả cô? Không biết luôn nữa mà mới phát hiện ra là hồi nào giờ đi lên đây hoài mà không biết. À. Rồi sao mà cứ đi quẹo xuống đây cái gì nó không lẽ ở nơi đó. Là mới phát hiện đây, thôi chứ tối hôm nọ tưởng là mất chôn. Trời ơi. Đây có một cái ngôi miếu nè. Vậy đó. Mưa thì nó ngập. Tại vì cái này nó quá thấp đi nên là nó nước là ngập. Chị tên gì chị? Tên 10. Tên 10 hả? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 47 rồi. Nè yeah, chị với lại cô Như Thiện là sao? Em ruột hả? Em út á. Chị có chồng con gì không? Không. Rồi bệnh 5 năm nay rồi ấy. Chị bệnh gì? Không biết, nó mặn rồi tự nhiên bệnh rồi chết đi xong lại đó ra ngoài ở luôn chứ không có ở trong gia đình. Cái này là cái liều này là do chị tự cất hay sao? Thì tự cất. Tự đi cho đốn cây tự vậy làm luôn, khỏi hàng nào. Trời, cái này là hả? Cái cửa của mình đó hả? Ừ. Trời ơi trời. Làm bỡ ghê không? Khổ gì đâu. Trời ơi trời. Thật ra thì nghe cô Như Thiền nói thì con mới cảm nhận được cái khổ. Tưởng hai chị em mà ở chung nhưng mà không có ngờ bữa nay con nhìn cái thấy nha. À, chị thấy em quẹo vô đây cái nói ủa không lẽ em ở đó. Ủa sao chị? Ở đó là nhưng là ở cái nhà bự rồi đó cha mẹ còn ở mà nhưng là cha mẹ mất lâu rồi, nó 10 năm rồi. Rồi bệnh đó lúc em đi mần mượn nhà người ta. Cái về cái tự nhiên cái mệt rồi cái tắt thở luôn. Cái mấy bề trên xuống cứu. Cái sống lại tới giờ ra ngoài ở luôn đâu có ở nhà không đâu. Ở chung ngày nhà. Xưa giờ không có chồng luôn hả chị? Chị Út là chị tên gì? Chị tên 10 đó. Tên 10, chị 10, chị 10 luôn. Út 10 luôn. Chị đang làm gì, nấu cơm ăn hả? Nấu cơm. Rồi hàng ngày chị làm gì có tiền để mà nấu cơm ăn? Nấu mua đồ. Mần mướn, cái dặm lúa đó, gán đi mần chứ cũng mệt lắm. Đi dặm 6 tiếng về nghỉ 150 ngàn. Rồi lấy tiền nữa để dành mua gạo, đồ mua gạo, gì đó ăn. Ừ. Mà được như là ngày nào nó nấy đó. Cô lên đây hoài mà cô đâu có biết đâu hồ. Con gặp cái đường đi này thấy nó lạ lạ quá nè con. Cái cô nói ủa sao mà cái đi ngay ra đây. Cái cô mới ló đầu cô nhìn nó không lẽ ở dưới đây trời. Mấy cây trúc này là chị nhặt về hay sao? Chị lượm về hay sao? Mấy cái đi chặt, ba cái sậy. Sậy, chị chặt về hả? Chặt về chặt để đưa mình làm. Chị cho đây. Em vô tham quan cái liều của chị với được không? Chị đi vô trước đi. Thình không à, đó đi nè, em cô nè. Trời ơi, rồi tối chị ngủ ở đây luôn hả? À. Chị ơi, mời. Trời ơi. Rồi chị tắm rửa đâu? Thì tắm dưới sông lên thay đồ đây chứ đâu. Tắm ở sông hả? Ừ. Chứ đâu vậy? Trời ơi. Ra ngoài đi chị mời. Bước ra ngoài chị. Thì tối chị ngủ như thế này mưa nó có tạt không? Không. Như mưa lớn á thì nó nhiễu xuống, còn mưa nhỏ thì không có sao. Tại là lót 2-3 lớp đâu mà. Rồi phát sinh ra cái nữa hết hồn luôn. Chị có mấy bộ đồ đó thay thôi hay sao vậy? Không có, đồ nhiều lắm. Đồ thì có nhiều, tại vì mặn nhiều, sắm đồ nhiều à. Chị đang nấu gì vậy? Nấu cơm. Không, dở em coi với. Đâu có gì đâu. Dở em coi với. Nấu cơm không ạ? À, chị biết nấu cơm ha. Cái này là gì đây? Ăn với gì? Đâu dở em xem đó. Chị chiều nay hết đồ ăn rồi, mời tính đi chợ.
nấu canh không hả? Đâu đâu đây, chưa xem chưa kỹ. Ờ rau muống không hả? Có cá gì không? Rau không hả? Ăn nó. Không có cá hả? Rồi đũa chén chi đâu? Đũa chén đâu, ăn tô vậy đó. Tô đâu, em có thấy tô gì đâu. Nè, bới cái tô vậy là quốc. Ờ. Ôi. Trời ơi, chị vô cái vườn của chị với em coi với được không? Có gì đâu, thì sẵn đó, đi cho em lên đi. Ờ, chị vô đi sẵn cho em tham quan luôn chứ sao? Vô cho. Có cái gì đâu. Ôi, khổ ghê trời. Thì kệ đi, trời ơi, coi nè, hồ ơi. Trời ơi, đồ trời. Đồ không, đâu có gì đâu. Em thấy không? Ờ, ngôi chị cái túp lều của chị rồi. Là một cái chiếc giường thôi. Chứ đâu có chiếc chổng thôi. Không. Bên kia để là chị treo à. Những bộ đồ của chị hả? Ừ, chứ đâu có gì đâu. Ở đây là cái miếng này là chị tự dựng bằng trúc luôn. Ừ, cây không? Trời ơi. Trời. Tự chỉ làm luôn thiệt là hay thật giỏi. Không, luôn. Có mướn ai không chị? Mướn ai trời. Mình nói mình làm. Không có hồ ơi. Dạ, rồi bên đây là cái gì đây? Đâu có gì đựng đồ tại vì khói á. Khói che lại. Ờ, cũng quá không thông minh ha. Khói rồi che lại chứ. Cái nhà này không được 4 mét vuông nữa. Trời ơi, tại chắc vừa chỗ ở thôi chứ cất chi cho rộng. Tại sao chị không có chồng chỗ khỏe? Thôi hồi đó tại lập gia đình mà chặt chuột rồi nghỉ luôn. Có con không? Không, như là người ta lại nói cưới rồi nhưng gia đình mình thích người đó mà cha mẹ không thích. Dạ. Tự chỗ đó quẹ luôn. Không có chồng, không có chồng ở vậy luôn. Rồi sáng mấy giờ chị đi làm về? Sáng 6 giờ mình làm, cái 11 giờ nghỉ. Ê, chị đi lên đây xài mà chị đâu có biết đâu. Rồi chị có thường bệnh hoạn gì không chị? Thì bệnh đó, rồi mấy mận đó kiệt sức rồi giờ đó mấy ấy đó. Rồi mưa gió rồi sao chị Mười? Thì gió là chịu, mưa lớn thì chạy ra ngoài sợ sập. Trời. Sợ chạy ra ngoài. Đúng là ổng cuốn hết rồi chạy ra ở ngoài đó đó. Rồi chừng nào hết mưa chạy vô. Trời ơi. Mưa nhỏ thì ở trong này còn. Rồi mưa nó dột dữ không chị? Không có dột mà nhưng á, nước sạc. Nhiều á thì sợ gió quá nó nguộn á. Chứ còn ấy. Rồi chị ngồi đâu chị ăn cơm chị cho em biết với. Có đâu, ngồi ra ngoài đó chứ có chỗ đâu. Sáng giờ dẹp dọn mà củi á. Chị ăn chay hay ăn mặn? Mặn. Mặn hả? Tại bữa nay hết đồ ăn rồi, ăn hồi sáng hết rồi. Mẹ dự định chắc qua đây làm gì bên đây vậy? Cái đó là chắc củi đó. Vậy đó hả? Trời ơi. Chắc ba củi mé dưới sông á. Ờ, cái này là chị tự chị đan hết luôn hả? Dây này là tự chị đan hết luôn hả? Ừ, buộc. Cắt với chuối về buộc chứ có gì đó. Ờ. Trong cái khó nó lại ló cái khôn. Đó. Có gì đâu, mình chặt ra mình đo đó mình làm. Ừ. Bây giờ ai cắt cho chị cái nhà chị chịu không? Tiện đâu cắt trời. Ví dụ như lỡ ta có cắt cho chị chịu. Có ai ủng hộ cho chị mà được không? Cho em được không? Có ai đâu cho. Dạ. Yeah. Vậy chứ cắt tùm lum hết trơn người dễ gì ai mà cho. Tối ở mình buồn chứ không chị Mười? Có gì buồn, bình thường. Ở lâu rồi mà. Ở 5-7 năm nay đâu có gì đâu. Ở đây cái việc củi là chỉ làm thôi nè. Củi này là tự chị nhặt ha? Lượm hả? Chặt rồi trời đem ơi. Về cái vậy đó. Không có nấu điện, nấu đài vậy chứ, nấu củi gì. À quên đó, cái vấn đề điện hay sao ta? Không chị không, Mười. Không, có đài. Có đèn gì không chị? Không. Tối có đèn pin vậy đó. Đèn pin là mình muốn đi tiểu, mình bắt đèn pin ra đi chứ không có để đèn. Tại vì sợ gió ha. Dạ. Gió rồi cái đi dây điện này kia rồi cái nó ấy rồi thôi không có ấy chứ hồi đó cầu. Ở hồi sau á, rồi giờ dò ra tới trước nè. Mình khiêng cái cổng luôn. Kêu không thằng nào khiêng cho anh viết. Cô Như Thiền còn lại mấy chị em đang sinh sống. Hết rồi, đâu còn ai nữa đâu. Có mình cô Như Thiền với lại cô cho chị nữa hả? Hết rồi. Đi ra riêng hết rồi mà còn nghèo hết à. Nói chung cha mẹ nghèo thì con nghèo chứ đâu có ai tình thương người ta cất đó. Dạ. Đó là cháu à. Rồi nước chị uống ở đâu, múc ở đâu uống? Thì vô chai đó, đi ra ngoài cây á, uống hơn cháu đó. Nó vô cây nước rồi ra muốn uống giờ nào đó rồi sát vô uống. Bây giờ có chồng nữa chịu không? Ừ. Sao vậy? Già rồi không có chồng nữa. Thì giờ không có ham chồng. Dạ. Có tiền đại có đồ ăn cái có tiền cái bắt đầu cái đi mua quần áo khoái vậy đó. Khoái mua quần áo hả? Ra, ừ, từ bệnh vợ cái có tiền rồi ra thấy đồ đẹp mua thấy. Chừng nào chị mới ăn cơm? Chừng nào đói thì ăn nấu bỏ đó đó. Rồi có khi nào mà nó chị nấu gì chị quên canh nó dễ gì quá. Ấy không? Ăn rồi quên gì. Quên canh lửa kìa. Dễ vậy, nấu rồi ngồi nấu hả? Ngồi nấu chừng nào xong rồi đi hả chị Mười? Xong rồi mình bước ra.
Trời ơi trời. Rồi chị giặt đồ ở đâu? Dưới sông á. Đó đó xuống đó đó. Đó xuống bến đó giặt. Mấy cái bực ở trên đó là chị tự làm luôn hả? Cháu ạ. Nó đào tính làm cái lộ. Rồi cái dốc quá trời rồi đâu có ấy được. Cái đó có môn mà mình đàm cái cây cầu cao lên á. Mới có xuống dốc được chứ này làm sao. Không. Tôi ra đây tôi ở luôn chặn đường luôn. Bi đường cho đi đường kia. Không ngày chị làm ngày nào chị cũng làm, làm đi làm hay sao? Mừng như là tới mùa. Tới mùa mình xả lúa á. Ta xả ta kêu thì mình mừng. Còn không ấy thì nghỉ. Nói chung là cỡ này mừng ít hơn đó. Đó mừng nhiều. Bây giờ còn làm không? Hôm qua nghỉ nay lâu có rồi. Lâu rồi. Rồi tiền hôm qua nay tiền đâu chị xài? Thì tiền hồi mình mừng đó. Để bây giờ chị tích góp được nhiều không? Vì có 1-2 triệu để xài ít ít đó. Giờ còn được nhiêu luôn. Triệu đâu còn nhiêu có 1-2 triệu cho em mượn miếng rồi thôi nha. Không có tiền để mua cá mua mú đồ ăn mới nói 2 triệu mà không có tiền. Thầy 2 triệu để ăn xây sở cho em mượn 1 triệu đi mai mốt em trả. Nói vậy chứ để đó mua đồ ăn quê. Cho em mượn 1 triệu đi quê. Nói thật sự cô bác của anh chị chỉ chọc chị 10 thôi. Tại vì hiện nay mà cái tình trạng mà lừa tiền qua biết mạng biết cái hoàn cảnh mà khi mà có tiền như thế đó, thì dễ gạt tiền lắm. Nên thành nữ là ai mượn tiền thì chị đừng có cho nha. Dạ, chào mọi người đi chị ơi. Bùi Hồ cũng ngỡ ngàng với lại cô Hai Vui ở đây rất là ngỡ ngàng khi mà biết được cái hoàn cảnh của chị Mười ở đây còn khổ gấp. Còn khổ giống như là cô Như Thiện vậy đó. Khi mà một mình chị Mười phải ở trong một cái túp liều mà che tạm bờ như thế này, mưa gió thì hiện nay mưa gió thì thất thường, mà lại chị thì lại ở trong một mình trong một cái căn chòi không biết là sập bất cứ lúc nào luôn. Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác với anh chị về hoàn cảnh này để cho mọi người có thể biết được và hiểu thêm hoàn cảnh của chị Mười cũng như là cô Như Thiện. Nói thật ra thì con cũng bất ngờ khi mà chị Mười che được những cái này nè. Đẹp ghê, giống hàng rào. Nhìn con tưởng đâu là lúc nãy là để trồng rau thôi. Nhưng mà mấy nhà sau nơi này nè, chị cất tự suy nghĩ ra ở ngoài sau này là nơi chứa một cái giường. Ngoài trước này là cái lối vào, ở ngoài bên kia thì nấu ăn. Cũng quá hay luôn. Trời ơi. Nè, những cái cây này nè con. Từ dây chuối nè. Đó, cột bằng những cái cây tre như thế này, cây trúc như thế này nè. Cái đó là bằng cây sậy. Cây sậy không được cái trúc nữa, cây sậy. Cái này nè, gung 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 gung.